Chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình. Um, hôm nay cái video này á, mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách mà uh, tốt nhất để mà anh em mỗi lần anh em uh, mở đá đó anh em sẽ có cơ hội cao nhất để mà summon được cái con uh, legendary champion ha. Mình thấy có rất là nhiều anh em anh em cứ mở đá vô tội vạ ha, tại vì uh, anh em uh, thấy cái đá mình có sẵn đó thì anh em cứ uh, mở vô tội vạ mà không có hiểu được cái nguyên lý như thế nào để mà mình mở đá một cách hiệu quả nhất nha anh em thì uh, song song với cái tài nguyên uh, mấy cái cuốn sách để mà nâng cái skill của mấy con champion trong game này á uh, thì cái đá này cũng là một trong những cái tài nguyên mà uh, rất là mắc mỏ trong game ha anh em phải uh, nếu anh em muốn summon á uh, thì thường thường là anh em phải uh, tích rất là lâu hoặc là anh em phải bỏ tiền ra anh em mua ha uh, thì uh, nó rất là phí. Uh, thì mình sẽ làm cái video để hướng dẫn anh em sử dụng những cái này cho nó hiệu quả nhất có thể. Vì anh em nếu mà anh em cứ summon bừa bãi á uh, thì uh, anh em một là sẽ không có kết quả gì hết là sẽ không có được con legendary nào hết còn thứ hai là anh em sẽ tốn rất là nhiều tiền nên anh em bỏ tiền túi của anh em ra để mà mua cái đá này ha còn thứ ba nữa là anh em may mắn thì cái phần thứ ba đó, đó thì nó rất là hiếm gặp ha thì uh, ok uh, mở đầu thì uh, để mà hiểu hơn về cái Summon này thì mình phải vào cái mercy system này anh em mercy system này là cái cơ chế mà anh em summon cái uh, con champion ha thì uh, nó có nhiều loại đá đây nó có uh, loại ancient shark nè như loại void shark thì nó để chung với nhau ha Đó hai cái này ancient shark với lại void Sh uh, shark cái ancient là cái màu uh, blue đó anh em cái màu uh, màu xanh dương đó còn void là màu tím ha primal shark là cái loại này loại mới nha cái loại mà màu đỏ mới ra nè Đó rồi sacred shark nó thì nó có bao nhiêu loại đá đây ha nó còn một loại nữa là prism uh, shard nha cái loại mà cái viên đá màu trắng trắng bảy màu, màu trắng trắng đó thì uh, cái đó thì nó không có ở trong cái mercy system này ha cái mercy system này nó tạo ra là nó để tăng cái cơ hội cho anh em summon được cái con legendary ha còn cái uh, prism đó thì nó chưa có cái mercy luôn có nghĩa là nó là cái loại đá mà anh em chỉ có may mắn thôi chứ không thể nào mà dựa vào cái mercy đi mà summon được cái uh, con champion mà anh em muốn ha Ok thì uh, mình uh, sẽ giải thích đây. Thì cái ancient chart uh, với lại voice chart này nè thì uh, nếu mà sau 20 cái sơ, cái, cái summon mà hai cái uh, 20 viên đá đó mà anh em chưa có được con epic nào thì nó sẽ tăng cái cơ hội lên 2% để mà nó ra con epic ha. Thì cứ sau 20 viên mà anh em không có con epic nào thì sau mỗi một viên á thì nó sẽ tăng lên phần trăm Có nghĩa là viên thứ 21 thì cái cơ hội nó sẽ tăng lên là Um, thêm hai phần trăm nữa thì cái engine chart với live voice chart thì anh em coi bên này ha thì cái Ancient engine như live voice cái cơ hội nó ra cái epic là tám phần trăm ha nó như nhau hết đây engine tám phần trăm voice cũng tám phần trăm nó thì sau 20 viên mà nó không có được con epic nào ra thì nó sẽ tăng cơ hội này từ 8 lên thành 10 cái viên thứ 21 là thành 10 phần trăm ha là có con epic Viên thứ 22 thêm 2% nữa là 12%. Nó cứ như thế nó tăng lên cho đến khi nào anh em có được con Epic thì nó sẽ trở lại 8%. Nó cái Mercy System nó nó hoạt động như vậy ha. Rồi, tới cái hàng này là Ancient Shard với là Voice Shard cũng giống như trên này nhưng mà cho Legendary nè. Thì bây giờ mình quay lại cái bên này chút xíu. Thì Ancient Shard với là Voice Shard cái cơ hội rất là thấp nha anh em có 20, uh, 0 0,5%, 0.5% thôi thì sau 200 viên nếu mà anh em vẫn chưa được con legendary nào có nghĩa là anh em rất là uh, xui đó. Thì cái cơ hội này nè, nó sẽ tăng lên thêm 5% hay là có nghĩa là viên thứ 201 nó sẽ là 0.5% này cộng với lại 5% là 5.5% cái cơ hội để ra con legendary ha. Rồi, thí dụ như là cái viên 201 đó vẫn chưa có, có con legendary anh em summon thêm một viên nữa là uh, cái viên thứ 202 ha thì nó cộng thêm 5% nữa là thành 10.5% nó cứ như thế nó tăng lên cho đến khi nào anh em có được con legendary này ha thì nếu mà anh em xui có như là rồi gọi là xui tận mạng đó thì tới cái viên 220 cái viên thứ 220 ha thì cơ hội nó đã là nó tăng lên 100 thì nhất, nhất định là cái viên thứ 220 đó là anh em sẽ được con legendary nhưng mà lúc đó là anh em phải phải công nhận là anh em xui tận mạng luôn đó mình chưa thấy người nào mà xui đến vậy luôn rồi um, ok kế tiếp là cái uh, Primo Shark này ha, cái Primo là cái màu đỏ đó anh em nó đang có một cái <laughs> nó đang có một cái uh, event nè, nhân 2 của cái uh, Primo Shark này, này cái viên màu đỏ này nè ha mình được 3 viên mình xem mình không có dính được con nào ngon hết toàn là rare không rất là xui ha rồi, uh, thì cái Primo Shark này á thì cái cơ hội ra Legendary á, sao 75 viên nè nếu mà anh em chưa có con Legendary nào thì nó sẽ tăng lên một, một phần trăm cho mỗi viên tiếp theo ha nó cũng tương tự như trên nhưng mà sau 75 viên rồi cái mythical mythical là cái con champion mà năm con mới ra đó anh em là cái con champion màu đỏ cái cơ cái, cái cái cấp độ cao nhất của champion bây giờ là mythical ha nó cao hơn cả legendary nữa mình thấy thì nó không mạnh hơn nhiều uh, thậm chí là có thể nó yếu hơn những cái con legendary luôn nhưng mà uh, bây giờ trong cái hệ thống của Plarium là cái mythical này là cái uh, level cao nhất của con uh, champion ha à, thì sau 200 viên mà không được cái mythical này thì cái cơ hội sau mỗi một viên sau 200 viên này, này sẽ tăng lên một có nghĩa là so với cái ancient này á, với lại cái uh, ở trên này nè cái ancient như là cái vôi là sau 200 viên thì cơ hội nó được tăng lên tới 5 lần anh em thấy không à, cho cái legendary á tăng lên tới 5 lần mà cái thằng này thì cái cơ hội để cho nó ra con mythical nè nó tăng lên có một rồi thì tức là nếu mà anh em xui mà gọi là xui tận mạng luôn á thúi hẻo luôn đó là 300 viên thì anh em mới là chắc chắn có được một con mythical ha thì cái này cái primal start này nè cái mercy của nó rất là tệ nha nhiều người người ta complain người ta chê cái cái uh, mercy system của primal này thì hy vọng là plarium uh, họ sẽ chỉnh cái uh, cái tỷ lệ này nó tăng lên chút xíu tại vì như vậy là rất là thấp luôn rồi cái Sacred shard là cái màu vàng thì chắc chắn là anh em cũng đã biết rồi thì cái này thì uh, sau 12 cái summon có nghĩa là sau 12 viên đá mà anh em không có được con legendary nào thì cái cơ hội sau mỗi viên nó tăng lên hai ha đó thì uh, để anh em hiểu rõ về cái hệ thống này đó thì mình đã giải thích sơ sơ rồi đó thì cho anh em cũng đã nắm được cái cơ bản cái hệ thống này cái ý nghĩa của nó như thế nào ha nó tăng cái cơ hội để cho anh em lấy được con Legendary lên ha đó thì uh, trong những cái loại đá mà mình có đó thì cái uh, cái Primal là cái này nè cái uh, Prism, uh, Prism Shard đó là cái loại này nè là cái loại trên này nè mình đang có 10 loại 100, uh, hình như là 100 cái viên này mới là được một summon hay là mình không nhớ bao nhiêu nữa, mình quên rồi. Đây, còn cái loại này cái PrimoSark là cái loại mới ra nè. Đó, thì trong những cái loại này thì cái này là cái uh, mercy của nó thấp nhất ha. Rồi mình nói cái mercy đó để làm gì? Thì để giúp xíu mình giải thích ha. Mình uh, ok thì uh, bây giờ mình nói tiếp là trong cái game này nè nó có những cái loại summon nào. Nó có những cái event nào thì anh em thường thường anh em muốn tối đa quá cái uh, Uh, lợi ích của những cái đá của anh em nè, Thì anh em phải chờ cho đến khi nó có những cái event thì thứ nhất là cái nhân hai nè nhân hai chance có nghĩa là cái cơ hội để mà anh em có được cái uh, thì nhân hai này ha, thì anh em click vô đây thường thường khi mà nó có cái event á, nó sẽ có cái dấu tích đỏ trên đây nè, thì anh em click vô thì anh em sẽ thấy cái gì nó tăng lên đây, primal sort nè, là cái loại đỏ đỏ nó đang có nhân hai event nè thì cái cơ hội để mà anh em có được epic với lại legendary nó tăng lên hai lần ha anh em thì thông thường nó là một phần trăm của cái legendary thì bây giờ nó thành hai phần trăm còn epic thông thường nó có 16% sáu phần trăm thì phải bây giờ nó thành ba mươi hai phần trăm ha có nghĩa là nó nhân hai cái này lên nó còn cái rare thì nó sẽ giảm xuống cái tỷ lệ rare nó ra cái tỷ lệ rare nó giảm xuống nè nhưng mà cái mythical thì hiện giờ nó không có tăng nha anh em nó vẫn là không chấm năm phần trăm nó không tăng nha trong tương lai thì mình không biết như, như thế nào nhưng mà hiện tại thì nó không tăng có nghĩa là nó chỉ nhân hai cái cơ hội để mà anh em nhận được epic và legendary lên thôi còn cái uh, mythical thì không có tăng thì đây là cái nhân hai theo mình là một trong những cái uh, event mà tốt nhất để mà anh em mở đá nha uh, cái lý do là cái uh, và nó tốt đặc đặc biệt là cho những anh em mà mới chơi tại vì mới chơi anh em sẽ cần rất là nhiều champion đặc biệt là những con epic champion thì trong game này có nhiều con epic anh em rất là cần. Thì cái cơ hội để mà nhận được epic rất là cao nè anh em 32% lắm Đó thì anh em sẽ có những cái cơ hội lớn để mà nhận được những con epic ha. Nó sẽ giống giống như vậy đối với những cái uh, ancient shard nè với lại void shard. Thì đó, khi nào có nhân hai event đó, thì cái những cái cơ hội để anh em nhận được epic legendary nó cũng sẽ nhân hai. Thì cái mercy system của nó, ví dụ như là cái ancient đi. Nhưng mà nó có nhân hai thì cái epic nó lên 8 phần trăm nhân 2 là tới 16 phần trăm legendary thì sẽ, sẽ, thành từ 0.5 thành 1 ha voi cũng vậy 8 phần trăm 16 0.5 này thành 1 đó thì anh em nào mới chơi á, thì mình khuyên là nên chờ cái cơ hội để mà nó nhân 2 nè nhân 2 chance anh em mở nha Còn anh em nào mà chơi lâu rồi á, thì mình nghĩ là anh em đã rành về cái này rồi thì mình không nói nhiều ha thì cái này mình chủ chủ yếu là dành cho những anh em mới chơi thôi rồi cái thứ nhất là nhân 2 thì mình đã nói xong rồi ha Thì có nghĩa là cái cơ hội để mà anh em nhận được cái Epic với lại Legendary nó sẽ nhân lên 2 Đó rồi cái thứ hai là nhân 10 Nhân 10 thì anh em thấy À nhân 10 chắc chắn là nó phải ngon hơn nhân 2 chứ đúng không Nhân 2 event thì sao mà bằng nhân 10 Nhưng mà không phải nha anh em Cái nhân 10 á Có nghĩa là nhân 10 cơ hội để mà nhận được Cái con champion nào cụ thể Chứ không phải là nhân 10 cơ hội để mà anh em nhận được Epic hoặc là legendary nha chứ không phải cái này từ 8% mà nhân 10 lên 80% rồi legendary uh, từ 0.5% mà nhân 10 nha không phải nha bậy rồi đó nhân 10 có nghĩa là nó sẽ cho anh em cụ thể ví dụ như là ba bốn con champion thì cái cơ hội mà anh em nhận được những cái con champion đó khi mà anh em mở được một cái legendary hoặc là epic á nó sẽ nhân lên 10 lần có nghĩa là trong tổng thể những cái con champion ví dụ như là 300 con champion hiện tại đi thì, thì cái con champion nào mà nó có trong cái event đó Nó sẽ nhân 10 lên cái cơ hội Khi mà anh em mở được cái legendary hoặc là epic Nha Chứ không phải là cái cơ hội mà anh em nhận ở đây nè Tự đây nó tăng lên 10 lần Không phải nha cái, 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 cái tỷ lệ này vẫn giữ nguyên Cho cái nhân 10 Cho nên là cái nhân 10 á Thì mình không khuyến cáo cho những anh em nào mới chơi nha Tại vì cái cơ hội nó anh em mở được epic hoặc legendary nó rất là thấp nó chỉ có 0.5% với lại 8% thôi. Đó, thì cái cơ hội nó quá thấp luôn Có nghĩa là anh em mở trung bình là khoảng 150 đến 200 viên đá Thì anh em mới được một con Legendary Đó, cho nên là mình không khuyến mình không khuyến nghị cho những anh em mới chơi Và cái nhân 10 event nó thường thường là dành cho những anh em nào mà end game ha Có nghĩa là người ta chơi lâu rồi, người ta đã có hầu hết những con champion rồi Bây giờ người ta chủ yếu người ta muốn một vài con champion cụ thể Và nếu mà cái con champion người ta muốn Nó xuất hiện ở trong cái nhân 10 event á thì người ta mở đá để mà ta muốn cái con xem cụ thể đó nó thì um, anh em nó cân nhắc rồi um, nhân 10 ha thứ hai là guarantee event thì sometime lâu lâu á trong cái um, này nó cũng có cái guarantee ha có nghĩa là khi nào mà anh em mở được một con legendary đó, anh em thì nó sẽ tặng cho anh em thêm một con legendary nữa thì cái event nó cũng rất là ngon nhưng mà để chơi cái event đó thì thứ nhất là anh em phải nắm được cái số lượng shard mà anh em có ha. Thí dụ như mình mà mình đang có 16 viên voice nè, rồi mình đang có cái ancient shard có 34 viên này mà nó có nhân hai event đó thì chắc chắn là mình sẽ không tham gia. Lý do là tại vì á cái cơ hội để mình mở được cái legendary ở trong cái nhân hai <laughs> cái double legendary event đó, đó, cái guarantee uh, cái cái uh, Uh, cái double legendary event ha. Nãy giờ mình đang nói về cái double legendary event ha là có nghĩa là anh em mở được một cái con legendary thì người ta sẽ tặng cho anh em thêm một con nữa. Thì cái cơ hội mình nhận được con legendary rất là thấp. Mình nếu mình muốn có được con legendary thì ít nhất là mình cũng phải có từ 150 viên này đến 200 viên này ha thì mình mới dám chơi những cái event đó hoặc là mình biết mình gần cái mercy system thì chút xíu mình sẽ nói thêm về cái mercy mình mình làm sao mình biết mình gần cái mercy làm sao mình biết mình gần được cái con legendary á. Thì chút xíu mình sẽ nói thêm. Thì cái cái uh, double legendary Event nó rất là ngon là lý do tại sao là anh em uh, mở được một lần ra một con legendary thì người ta sẽ tặng cho anh em thêm một con nữa, có nghĩa là anh em uh, được hai con lận thì cũng khá là ngon nha, nhưng mà anh em phải biết được anh em có đủ khả năng để anh em mở được cái một con Legendary trước hay không thì nếu mà anh em nhắm chắc ăn là anh em có thể mở được rồi thì anh em mới tham gia còn nếu mà không năm ăn năm thua thì đừng tham gia nha có thể là tham gia rồi trắng tay luôn đó thì thường thường cái đó nó sẽ xuất hiện ở trong cái Ancient chart với lại cái sacred chart ha cái voi này thì người ta mình chưa thấy bao giờ có cái double Legendary event ha thì anh em nên chú ý um, rồi right thứ ba là cái guarantee, guarantee á. Hồi à, nãy như mình đã nói mình nói lộn hay vậy cái uh, guarantee có nghĩa là người ta sẽ cho anh em số lượng một số lượng cụ thể nào đó. Ví dụ như là a, à, bây giờ uh, Plarium muốn anh em mở năm 150 viên Ancient Shark này thì họ sẽ cho anh em một con champion legendary nào cụ thể. Thì cái đó nó cũng ok. Thì thí thí dụ như là anh em uh, có cái số lượng đá cần thiết để mà anh em mở ví dụ như là 150 đi ha thì anh em có 150 viên và anh em thích cái con legendary mà Platinum họ hứa là họ sẽ cho anh em khi mà anh em mở đủ 150 viên thì anh em có thể tham gia thôi cái đó thì nó cũng rất là dễ hiểu anh em mình không cần phải giải thích nhiều ha cũng tương tự với lại like secret chart ví dụ như thỏ nói à bây giờ mở 15 viên này đi thì ta sẽ cho mày cái con um, Legendary này đan nào đó cụ thể thì a à, ok thì anh em cứ nếu mà anh em thích con champion nó thì, à, thì anh em cứ tham gia thôi dọc đường thì cái cái trong quá trình mà anh em mở đó thì anh em cũng vẫn có cơ hội để mà nhận những con champion khác ha nó uh, thì cái đó cái tùy vào cái may mắn của anh em thôi uh, cái voi này thì lâu lâu họ cũng có guarantee uh, cái con Legendary ha thì anh em nhiều người chơi người họ để dành để mà họ tham gia vào cái Guarantee tại vì cái đó là cái cái event mà chắc chắn nhất là anh em sẽ có được một con champion ha legendary hoặc là cái con champion nào mà anh em mong muốn đó rồi cuối cùng là yolo với lại thể loại đại gia thì cái đó là anh em uh, nghe thì anh em chắc hiểu ha yolo có nghĩa là không có event nào hết mà anh em thích là anh em cứ mở thôi giống như mình nói ở đầu cái video á là có nhiều anh em thì thấy trong túi mình có một vài cái viên đá thì cứ vui vui mở vậy thôi thì cơ hội của anh em thì rất là thấp ha thì anh em nhìn cái mercy này anh em thấy nhưng mà nó không có những cái event á tỷ lệ nó không nhân lên đó thì đây nhìn đây 0.5 0.5 thì anh em nghĩ anh em may mắn đến cỡ nào mà anh em có thể mở được legendary ha thì cái đó mình không nói nhiều nữa à, anh em nào mà có tiền nhiều thì có thể tham gia yolo hay là gì đó thì tùy cái đó thì mình không biết ok thì đây, cái cách để mà mình biết được mình sắp có cái legendary hay không á, thì mình đếm cái số lượng đá mình mở thôi anh em. Giống như đầu video mình đã nói cái mercy system này đó để anh em có thể biết được khi nào mà anh em gần mở được cái con legendary rồi. Ví dụ như là mình mở cái ancient shard này ha. Thì á, mình sẽ đếm mỗi lần mình mở mình sẽ đếm à, thí dụ cái có cái uh, event uh, clan V clan hay gì đi thì mình mở 100 viên đá. Uh, ancient shard này để mình mình lấy điểm, mình thường thường mình không làm nha, mình mình chỉ ví dụ thôi. Mình mở 100 viên ha. Thì trong trăm viên đó thì mình không có con legendary nào hết. Nó thì mình mình ghi xuống hay là mình mình nhớ trong đầu mình a, à, 100 viên thì uh, cái lần ví dụ như là cái tuần sau đi, cái họ ra cái uh, double legendary events thì mình đã mình nhớ trong đầu mình là mình đã mở 100 viên rồi có nghĩa là bây giờ cho dù mình xui dữ lắm đi thì bây giờ á, mình chỉ cần mở 120 viên nữa như giống như đầu mình nói đó thì khi mà anh em mở tới viên thứ 200 mà anh em vẫn chưa có được cái con legendary nào á thì cái viên thứ 201 thì anh em sẽ được cộng thêm 2 phần trăm viên 202 thì anh em cộng thêm 2 phần trăm nữa đó thì nó cứ tăng lên tăng lên tăng lên ha thì uh, mình biết nếu mình xui cỡ nào nữa thì mình bỏ thêm 120 viên nữa thì mình sẽ được một con legendary thì cái double legendary event á khi mà anh em mở được một con legendary thì người ta sẽ tặng cho anh em thêm một con legendary nữa thì đó thì mình sẽ tham gia ha. Thì đó là cách để mà anh em uh, biết thì anh em chú ý nè, uh, khi nào anh em uh, mở đá đó anh em có một cái cuốn sách thì là cũng vở hay là ghi chú gì trên điện thoại hay gì đó thì anh em cứ ghi xuống à lần này mình mở 10 viên đá uh, secret đi, chưa có con legendary nào ghi xuống cái lần sau nó có cái uh, guarantee legendary hoặc là double à, không phải guarantee ha, cái double á double legendary á thì anh em chỉ cần mở thêm vài viên nữa là anh em được một con legendary rồi anh em sẽ được tặng thêm một con nữa thì anh em tham gia liền quá ngon đó thì mình uh, bao nhiêu đó kiến thức này anh em uh, đó là cách để mà mình thường thường mình sử dụng uh, để mà mình uh, mở đá ha chứ mình không có mở bừa bãi Uh, thì uh, nếu có cơ hội thì mình sẽ làm thêm cho anh em cách để mà anh em kiếm được thật nhiều đá này Những cái viên đá này cũng uh, nó có cách kiếm của nó Thì mình sẽ làm cái video riêng để mà hướng dẫn anh em kiếm thật là nhiều đá ha để mà để dành Với lại á, uh, theo mình nghĩ nếu mà anh em nào mà free to play Thì mình nên chừa cái viên đá này uh, Cho dù có event nào ngon lắm Thì mình cũng chừa ha để mình tham gia những cái CVC hoặc là những cái uh, uh, cái uh, fragment summon hoặc là cái uh, uh, mấy cái event nào mà nó cho anh em cái con champion mới đến anh em uh, fragment summon hoặc là cái fusion á thì mình cho cái viên đá đó để mình tham gia những cái đó thì nó lợi ích hơn ha chứ uh, anh em mở nhiều quá thì anh em không đủ để tham gia những cái cái event mà uh, fusion hoặc là fragment summon champion đó thì anh em phải tốn tiền mua đá thì nó rất là phí Uh, dành cho những anh em free to play ha Còn những anh em nào tài chính khá khẩm hơn chút Thì uh, có thể uh, tham gia nhiều event hơn Nhưng mà theo mình thì mình vẫn nên Chừa cái những viên đá này cho những cái uh, fusion Fusion nó rất là quan trọng Đó Thì uh, chúc anh em may mắn Trong uh, cái mở đá này ha Và đừng mở đá bừa bãi giống như mình lúc mới chơi nha Mình lúc mới chơi là mình thấy có vài viên đá Là mình vui vui là mình mở hết Mình không có chừa lại Nhưng mà anh em phải chừa để mà anh em sử dụng cho nó hiệu quả ha À với lại cái... Prime uh, Prime này nó bây giờ cái giá nó rất là mắc nó mới ra cho nên là giá rất là mắc là anh em thấy 49 USD, 49 đô la Mỹ mà được có 5 viên à. Rồi bây giờ nó có những cái offer gì gì uh, 12 viên mà 100 đô mắc kinh dị luôn anh em đừng tham gia nha, đừng mua gì hết. Cứ đợi một thời gian sau thì nó sẽ giảm giá xuống rồi anh em hãy mua nha. Bây giờ mua là nó rất là mắc nó đang nó đang uh, bán cho những cái người giống như là Kraken hoặc là Whale đó. Thì anh em phan hả uh, Động thủ nha Phan hả Dùng tiền để mua những cái này Chờ chút xíu để nó hạ nhiệt Vài tháng sau là mình đảm bảo giá nó sẽ xuống Rồi Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi Chúc anh em uh, lúc nào cũng uh, gặp nhiều may mắn ha uh, ba anh em Nếu mà anh em thích cái video này Thì cho mình xin một like và subscribe uh, Share cái video Để mà nhiều người biết Về cái channel của mình nha Cảm ơn rất nhiều ba anh em